Đến kỷ lục với Cristiano Ronaldo đã trở nên vô nghĩa, bởi lẽ cứ có cơ hội là anh sẽ lập kỳ tích. Trận đấu với Villarreal đánh dấu lần thứ 178 CR7 ra sân tại UEFA Champions League để chính thức trở thành cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất lịch sử giải đấu. Và để mừng ngày trọng đại ấy, siêu sao Bồ Đào Nha còn ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester United. Một kịch bản không khác nào một bộ phim hành động bom tấn khi người hùng đích thực xuất hiện vào thời điểm then chốt. Pha lập công đó cũng giúp anh Bảy trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ nhì trong lịch sử MU ghi bàn tại Cúp châu Âu trên sân Old Trafford ở thời điểm 36 tuổi 236 ngày. Ngôi sao đang giữ kỷ lục này là Brian Robson khi ông ghi bàn vào lúc đã 36 tuổi 282 ngày trong trận gặp Galatasaray năm 1993. Kỷ lục tiếp theo của Ronaldo là việc anh có bàn thắng thứ 3 trong khoảng thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng cho một đội bóng tại sân chơi Champions League. Số bàn thắng này của CR7 ngang bằng thành tích với Sergio Aguero đã lập được. Sân Old Trafford nổ tung sau bàn thắng đó, một bầu không khí điên cuồng khi các fan quỷ đỏ đã quá lo lắng suốt khoảng thời gian trước đó. Nên nhớ, 3 điểm trước Villarreal mới là thắng lợi đầu tiên của MU tại UEFA Champions League sau gần tròn 1 năm, kể từ thời điểm họ đánh bại Istanbul Başakşehir 4-1 vào tháng 11 năm 2020. Man United thua 3 trận liên tiếp trước khi màn tỏa sáng ở phút 90+5 của Ronaldo đưa họ từ cõi chết trở về. CR7 đã ăn mừng điên cuồng cùng các cổ động viên. Thẻ vàng cho lỗi xe áo khoe body không thành vấn đề với anh Bảy. Trên khán đài, Sir Alex Ferguson nở nụ cười mãn nguyện. Bạn thân của Ronaldo, người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt cũng ăn mừng lớn khi trực tiếp chứng kiến màn trình diễn của siêu sao Bồ Đào Nha. Các cổ động viên MU hô vang Viva Ronaldo suốt cả đêm. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vui mừng cho biết: "Đó là những gì đã xảy ra rất nhiều lần trước đây tại Old Trafford. Chúng tôi đã phải thận trọng và may mắn cuối cùng cũng đến. Đám đông tại Stratford End đã rất lo lắng bởi bàn thắng trước đó. Bản thân tôi biết điều ấy, nhưng khi có Cristiano trên sân, chúng ta luôn có cơ hội." Fergie Tham lại phát huy công năng khi siêu sao xuất chúng nhất dưới trướng của Alex Ferguson phát huy đặc sản từng giúp MU trở thành kẻ xưng hùng xưng bá. Mặc dù vậy, nhìn về tổng thể, đội bóng của Solskjaer không để lại dấu ấn tích cực nào ngoài bàn thắng đỉnh cao từ Cristiano Ronaldo. Theo Who Score, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này của MU là David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha có tới 6 pha cứu thua. Hàng phòng ngự đội chủ sân Old Trafford trong ngày vắng Harry Maguire, Aaron Bisaka, Luke Shaw đã chơi tệ hại trước đại diện La Liga. Bản thân huấn luyện viên người Na Uy cũng phải thừa nhận đối thủ đã chơi rất hay. Họ đến đây với niềm tin, sự tin tưởng để chơi bóng. Villarreal thi đấu rất tốt với những đường truyền chất lượng, một đội bóng được huấn luyện tốt. Manchester United vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng khi nhìn vào thành tích 5 trận gần nhất tính tới trước ngày 2 tháng 10 năm 2021. Họ thua 3, thắng 2, ghi được 5 bàn thì trong đó có 3 thuộc về Ronaldo. The Athletic nhận định MU vẫn dễ bị tổn thương trong phòng ngự, yếu ở hàng tiền vệ và vô hồn trong tấn công. 3 trong 4 hậu vệ được yêu thích của Solskjaer đã vắng mặt, nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do bào chữa cho bàn thua từ Paco Alcacer khi Victor Lindelof và Raphael Varane không thể ngăn cản tiền đạo đối phương. Còn ở cánh phải, Diego Dalot thường xuyên để lỏng Danjuma. Màn trình diễn trong hiệp 1 của United tái hiện những năm tháng dưới thời David Moyes, Luis Van Gaal và Jose Mourinho khi David De Gea trở thành ngôi sao số 1. Bản thân Ronaldo cũng chỉ có đúng một tình huống dứt điểm trúng đích trong cả trận. Chỉ có điều anh quá xuất sắc để biến cơ hội đó thành bàn thắng quyết định. Nếu không có pha lập công vào phút chót, đó sẽ là trận đấu đáng quên của CR7. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bị phong tỏa hoàn toàn, mối liên kết với các vệ tinh xung quanh cũng thật sự không rõ ràng. Từ Bruno Fernandes, Paul Pogba đến Jadon Sancho, Greenwood, tất cả đều không thể đặt Ronaldo vào tình thế thoải mái bắn phá khung thành đối phương. Mặc dù vậy, những điều ấy càng tô điểm thêm cho tuyệt kỹ của anh Bảy. Chỉ cần nửa cơ hội, siêu sao Bồ Đào Nha sẽ biến nó thành bàn thắng. Tính kể từ ngày trở lại Old Trafford, Cristiano Ronaldo vẫn như chàng trai thủa đôi mươi, đói khát vinh quang, liên tục tỏa sáng bằng các bàn thắng quan trọng. Nhưng như đã phân tích, từ thời điểm CR7 quay về Old Trafford, anh càng xuất sắc bao nhiêu thì sự phụ thuộc lại càng tăng bấy nhiêu. Juventus trước khi có Ronaldo là tập thể vững mạnh từ thủ tới công, không bao giờ phải đề cao cá nhân nào. Thế rồi CR7 tới ghi bàn ầm ầm, đặc biệt là ở UEFA Champions League, và dần dần khiến đội ngũ rất đoàn kết đó trở thành đội bóng một người khi mọi hy vọng được dồn hết cho Ronaldo.
Hãy nhớ rằng khi CR7 sung mãn về cả thể lực lẫn tinh thần, anh đủ khả năng thay các đồng đội đưa chiến thắng về cho đội nhà. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra trong suốt cả mùa giải với một ngôi sao chuẩn bị bước sang tuổi 37 vào tháng 2 năm 2022. Sau khi trở lại Old Trafford từ Juventus, Ronaldo đã 5 trận cho MU và ghi 5 bàn, chiếm quá nửa số bàn thắng của đội bóng. Trong trận duy nhất CR7 tịt ngòi, MU thua Aston Villa ngay trên sân nhà. Sự phụ thuộc rõ rệt ấy không mang tới lợi ích lâu dài. Juve là bài học đắt giá cho Manchester United khi thất bại vì phó mặc hoàn toàn số phận đội bóng vào đôi chân anh bảy. Ở những sân chơi khốc liệt như Premier League hay UEFA Champions League, nhiều năm qua không chứng kiến nhà vô địch nào là đội bóng một người sáng hơn tất cả. Man City của Pep Guardiola rất đồng đều. Điều tương tự cũng được Jurgen Klopp xây dựng tại Liverpool. Sân chơi cúp C1 thì điều đó càng rõ nét. Barcelona khi chỉ còn biết trông đợi vào Messi đã thua sấp mặt hết từ năm này đến năm khác. Juventus với duy nhất Ronaldo biết ghi bàn cũng nhận kết cục chua chát, liên tục bị loại trong 3 mùa giải sở hữu CR7. Ronaldo và Messi là hai siêu sao xuất sắc nhất của một đội bóng vô địch, nhưng với điều kiện phải sắp xếp họ bên cạnh các đồng đội tài năng nhất ở các vị trí còn lại. Leo đã không thể lần thứ 5 vô địch Champions League cùng Barcelona khi không còn Xavi, Iniesta, Neymar. Ronaldo bá đạo nhất ở Real Madrid thì xung quanh anh toàn là hàng khủng, thứ hàng thủ vững chắc, đầy bản lĩnh, tuyến giữa giàu chất xám bậc nhất thế giới và một hàng công luôn biết hỗ trợ tối đa cho anh bảy tỏa sáng. Ngay còn ở Juventus, CR7 từng rất muốn ban lãnh đạo Bianconeri từ Marcello hoặc Benzema về Turin để góp sức cùng anh đưa đội bóng lên đỉnh châu Âu. Hãy nhớ lại thời còn ở Bernabeu, Ronaldo có những ai xung quanh để rồi nhìn về Juventus hay MU mới thấy lo ngại cho siêu sao Bồ Đào Nha. Chính Manchester United thời xưa Alex cũng đã tạo nên tập thể hoàn hảo để bổ trợ cho Ronaldo tỏa sáng. Đội hình MU vô địch UEFA Champions League 2008, 3 lần liên tiếp đăng quang ngoại hạng Anh từ 2007 tới 2009 cho tới nay vẫn được đánh giá là đội bóng xuất sắc bậc nhất kỷ nguyên Premier League. Họ có Edwin van der Sar như một bức tường trong khung gỗ. Bộ đôi trung vệ Rio Ferdinand, Nemanja Vidic đủ sức khiến mọi chân sút lẫy lừng phải bó gối quy hàng. Patrice Evra từng là hậu vệ trái hay nhất thế giới trong giai đoạn đó. Michael Carrick, Posco, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Carlos Tevez, đó là những đồng đội tuyệt hảo để cùng Ronaldo đưa MU chinh phục mọi đỉnh cao chói lọi nhất. Solskjaer phải xây dựng đội ngũ tốt nhất xung quanh Ronaldo để phát huy tối đa thiên tài của anh. Thời gian đầu mùa khi lịch thi đấu chưa quá dày và niềm hứng khởi trở về nhà vẫn lâng lâng, CR7 hoàn toàn sung mãn để một mình gánh team. Mặc dù vậy, giai đoạn cuối năm cũ, đầu năm mới khủng khiếp của bóng đá Anh đang chờ đón Ronaldo cùng Manchester United. Mùa giải 2021-2022 sẽ là lần đầu tiên sau 13 năm, anh bảy sẽ đối mặt với màn tra tấn thể lực đặc sản xứ sương mù ở thời điểm đã 36 tuổi. Cristiano Ronaldo ngày càng tiết kiệm sức lực thông qua việc bó hoàn toàn vào giữa để trở thành một số 9, chứ không còn là ngôi sao chạy cánh như thời trẻ. Lối chơi của anh sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ đồng đội thông qua các đường kiến tạo. Khả năng CR7 di chuyển tích cực, hỗ trợ đội bóng xem ra là ít có thể xảy ra. Chắc chắn anh 7 sẽ không thể trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên khi mất bóng, vậy nên gánh nặng dồn lên các vị trí phía sau sẽ nặng hơn. Vai trò của Paul Pogba và Bruno Fernandes là tối quan trọng trong việc phân phối bóng cho Ronaldo. Nhưng dĩ nhiên không thể loại trừ trường hợp họ sẽ dính chấn thương. Hên thì một, mà xui thì cả hai cùng ngồi ngoài thì Ole Gunnar Solskjaer sẽ rất bí ý tưởng trong việc làm bóng để CR7 ghi bàn. Niềm vui là rất lớn khi Ronaldo trở về và nổ súng liên tục. Nhưng mùa giải còn dài và những thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải đau đầu trong việc nâng tầm đội bóng hoặc tìm ra giải pháp tốt nhất để không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Ronaldo. Điều có thể là con dao hai lưỡi mà khả năng khiến đội bóng trọng thương là lớn hơn.